Xin chào anh chị em. Thì hôm nay tiếp tục mình cùng nhìn lại dữ liệu giao dịch của hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai. Thì hôm nay tiếp tục cũng là một phiên mà thị trường khi mà mở cửa nó tăng tiếp, sau đó lại không giữ được điểm thì đóng cửa nó giảm 5.48 điểm. Nhìn vol giao dịch thì lại là tăng 21% so với hôm qua. Thì hôm qua cũng là một cái, mặc dù là nó biên nhỏ nhưng nó là một cái phiên xem như tăng giá, hôm nay lại là một cái phiên giảm kèm với vol tăng. Thì hai cái đỏ mà ở vùng vùng đỉnh thì cũng liên tiếp, cái vol nó lớn thì cũng không có được đẹp lắm. Thì cái này nó cũng phản ánh vào cái các chỉ báo theo dõi thị trường chung. Thì anh chị em thấy là đã 3 phiên liên tiếp thị trường nó ba cái chỉ những cái chỉ báo thì ở thị trường chung bắt đầu nó đi xuống liên tiếp 3 phiên. Thì giai đoạn này cũng may mắn là mình hài lòng với cái kết quả hiện tại, nên là từ ngày 15 á, mình đăng ngày 14 thì ngày 15 mình kêu anh chị em là không có mua mới và chờ. Ngày 16 thì vẫn là ưu tiên giữ lãi và ngày 17 thì thanh lý hết, để nói chung là sáng hôm qua trên nhóm là trong group mình anh chị em đã thanh lý hết hàng để chờ thôi. Bản chất thì nếu mà anh chị em có theo dõi những cái clip mình đã thấy giai đoạn này, bởi vì quan trọng mình chỉ dựa vào những cái chỉ báo là chính thôi, chứ còn thật tới ngày mai hay là sắp tới nó đi về đâu á, nói cũng như đoán mò thôi, chứ thực tế cũng khó mà biết nó ngày mai nó giảm tiếp hay là nó tăng quay đầu lại, còn cái chuyện chưa đoán được. Nhưng mà những cái chỉ báo, những cái mô hình gần đây nó cảnh báo mình cái vùng này là cái vùng nguy hiểm, thì mình cố gắng giữ được bao nhiêu lãi thì mình giữ thôi, còn khi nào mà nó có tín hiệu quay đầu thì mình tiếp tục. Thì tuy nhiên anh chị em thấy nếu mà để ý những lần trước, những khi mà nó bắt đầu nó số cổ phiếu nằm trên đường MA10 á, nó vượt tới cái vùng mà quá mua bắt đầu nó chỉnh, thì cái thời gian chỉnh nó cũng khoảng, ví dụ như những cái đợt này mình cho anh em xem thử, từ cái đợt này bắt đầu nó chỉnh để tăng lại thì cũng khoảng cả một tháng 20 ngày, khoảng 15 10 14 15 phiên. Ví dụ như từ cái cây này tới cái cây này là 18 phiên, thì một tháng giao dịch có khoảng 20 hoặc 21 phiên thôi, thì cái này nó 18 phiên là xem như khoảng gần một tháng. Giai đoạn bên đây giai đoạn này thì nó cũng kéo dài, nói chung là khoảng một tháng á, mới mua lại. Thì tuy nhiên trong trong đây nó cũng có những cái nhịp hồi nhỏ nhỏ, ví dụ như cái đợt này thì nó còn có nhịp hồi, tuy nhiên cái đợt từ đây tới đây nó chưa có nhịp hồi luôn. Ở đây vùng này cũng là MA10 nó quay qua cái vùng quá mua và nó chỉnh, thì MA50 số cổ phiếu nằm trên đường MA50 cũng vậy, thì nó kéo dài cũng khoảng gần một tháng. Nên là hiện nay thì nếu mà cái đợt chỉnh này nó còn tiếp tục thì khi nào mua mới lại thì rất là khó, nên là anh chị em chờ tiếp. Và nếu mà chán thì quay qua phái sinh. Bản chất những cái nhịp chỉnh, những cái nhịp giảm thì đánh phái sinh nó dễ chịu hơn. Anh chị em thấy những cái nhịp chỉnh giảm lúc nào cây nến đa phần là cái thân nó to hơn, là với lại cái nó xảy ra nó đi nhanh. Còn những cái nhịp lên là những cái nến thân nhỏ chiếm rất là nhiều, nên là nói chung giai đoạn hiện tại mà anh chị em giải quyết hết hàng đang có thì chờ thôi. Bản chất giả sử nếu mà nó giai đoạn này có thể nó lặp lại lịch sử, mà nó cũng có thể nó có gì đó bất ngờ mình cũng không biết được, thì nó cứ lình xình. Ví dụ như từ đây tới đây có khoảng có khoảng 4% thôi, thị trường nó dao động có khoảng 4% mà nó đi cũng cả tháng trời, nên là biên thì nó không có mà nhỏ nhỏ lình xình.
Có thể đoạn này nó lại đi đi khó chịu hơn, nó cứ xuống lên xuống lên xuống lên mà không có biên cũng không chừng, nên là nếu mà anh chị em đã bán rồi thì chờ thôi. Thì tiếp theo nhìn qua cái dữ liệu nhóm ngành để anh chị em tham khảo. Thì hôm nay những cái nhóm ngành lớn đa phần nó giảm hết. Nếu mà nhìn trên thị trường, cái nhóm tăng mà vol cải thiện nó có thể là nhóm mía đường. Tuy nhiên nhóm này nó cũng không có cổ phiếu lớn, mình hay nói rồi đó. Nó chỉ có một hai thằng để anh em tham gia thôi. Còn đa phần các cái nhóm lại giảm hoặc là biên nhỏ. Thì nhóm chứng khoán hôm nay nó nhạy cảm với thị trường nên là toàn bộ cái nhóm ngành nó gần như là giảm gần hết, tăng chỉ có hai thằng tăng thôi. Thì đây là dữ liệu tổng quan trên thị trường. HBC thì con HBC này cũng may mắn là mình chốt nó được ngay 4.92, ở 9.942 chứ. Hôm nay nó giảm khá là nhiều, nó giảm về quanh tới 8 chấm mấy. Thì cơ bản thị trường hôm nay một tín hiệu không đẹp. Thì mình nhìn thử coi tổ chức họ mua bán thế nào. Hôm nay thì hôm nay tự doanh họ lại mua mua ròng tới 240 tỷ. Trong khi đó nước ngoài cũng mua 103 tỷ. Thì thị trường nó có một cái nhịp chỉnh. Thì nói chung tín hiệu nước ngoài mua thì cũng có thể hỗ trợ tâm lý khá là tốt. Tuy nhiên hôm bữa cái cây này mình đã nói là cây này nó ngang ngửa đến những cái cây mà từ vùng này. Nên là chờ thêm. Nói chung là hiện tại chờ thêm thôi, mình cứ đi quét qua những cái bộ lọc để anh em tham khảo thử. Thì hôm nay mình chuyển vài cái bộ lọc khác, ví dụ như về nước ngoài mua bán để xem thử. Xem nước ngoài trước, nước ngoài mua. Mình lọc ra những thằng xem nước ngoài mua liên tục 4 phiên gần đây là những cái mã nào. Thì đây là những cái mã mà nước ngoài họ mua liên tục. Thì nếu mà anh chị em nhìn ở trên đây có thể thấy cái họ 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 Vin á, nó xuất hiện hai mã hoặc ba mã luôn. Tuy nhiên là cái hồ Vin thì ở trong đây có thằng VRE nè. Thằng này nếu mà anh chị em có thời gian để ý thì nước ngoài họ đánh chiếm tỷ trọng rất là lớn nên là mua bán liên tục cũng cũng không có cái gì quá. Ví dụ tỷ trọng mua của nước ngoài á, những cái phiên trung bình tầm dao động từ 30 đến 50%. Cái mã này nước ngoài họ thích tham gia. Ở trong đây VND thì nước ngoài cũng mua liên tiếp 6 phiên. Tuy nhiên là cái giá trị trung bình cũng không quá lớn, chiếm khoảng 5,1% vol. Thì anh chị em có thể tham khảo, đây là những cái mã mà nước ngoài. Còn những cái mã còn lại thì nói chung là giá trị giao dịch dưới 1 tỷ thì khá là bé. Ví dụ TCH này thì ok được 2.3 tỷ. Thì hôm nay con này nó cũng tăng tăng trần luôn. Trung bình thì mỗi ngày cái mã này hiện tại giao dịch cũng khá, khoảng 200, mỗi ngày trung bình khoảng 80 tỷ, hôm nay nó giao dịch tới khoảng 209 tỷ.
để mình quét những cái mã mà lớn này xem thế nào. Có thể BHG này là tín hiệu tạm khá. Nếu mà Phước Hòa này anh chị em có thể đưa nó vào cái list quan sát cũng được. BBD thì cái nhóm này mình vừa thanh lý nó xong nên chờ thêm thôi. Quan sát từ từ lại. Thì nếu mà thị trường hiện tại nó có xấu thì thằng này nó quay về nó sẽ test lại cái đỉnh này thôi. Nếu mà test lại cái đỉnh này nó quay lại thì nó sẽ vượt cái vùng này thì sớm. Con vít thì vít chết thì chưa tới mua, chưa tới vùng mua cũng chờ thêm thôi, nhưng mà cái vùng này vol nó cực kỳ lớn, tín hiệu khá tốt. VND thì nói chung là tín hiệu cũng chưa đang xấu. Mình chia sẻ thêm với anh em là cái hệ thống mà phân tích vol và cái này là VTA á. Những cái thế VTA thì nếu mà khi mà phân tích thị trường chung á, khi nào mà anh chị em quay lại mua thì anh chị em có thể chờ những cái tín hiệu nó dự báo thì đa phần á nó dự báo khá là tốt ở những cái vùng này nè. Có thể những cây này sẽ lỗi, nhưng mà những tín hiệu cạn cung á, thì anh chị em mua nó sẽ xác suất thành công nó sẽ khá rất là khá. Còn những cái điểm mà đảo chiều ngay cái vùng đỉnh, ngay cái cản nó báo cũng thị trường chung mình thấy khá là chính xác, nên là cái hệ thống này mình cũng hay áp dụng để mà có thêm cái dữ liệu. Thì quay lại cái cổ phiếu mà hôm qua mình nói anh em đưa vào quan sát để chờ cơ hội thì CTG hôm nay tín hiệu nó mặc dù nó giảm nhưng mà vẫn là một cái tín hiệu tốt, bởi vì vol nó tiếp tục giảm khá. Thằng bao này thì cũng ổn. Bản chất von von cây một cây nến đỏ mà von nó giảm cực kỳ mạnh thì cũng không có quá ngại, ghi mi đẹp này cũng cũng còn đẹp. Những cái vùng vùng đáy mà nó có gâu trên lớn á, thì là tín hiệu tốt chứ không phải là tín hiệu xấu nha. Cái này là cây, nếu mà cái gâu nó đủ dài nó hình thành một cây nến búa ngược á, thì ý nghĩa của cây nến này là ở trong phiên á, nó có cái lực đẩy giá lên. Thì ở đây cái vùng này manh nha, cái ý đồ người ta vào người ta mua, nên là những cây nến mà có gâu trên dài ở vùng đáy cũng là một cây nến tốt. Còn nhau vùng đỉnh thì nó là xấu, nhưng mà ở vùng đáy nó là nến tốt. Tabaco thì gâu nó dài nó cũng không được đẹp, tuy nhiên là nó tăng cũng được 1,8%, và cái vùng này vol xanh nó khá là lớn thì cũng tạm thời còn ổn. FPT thì hôm nay nó có cái tín hiệu báo này, có thể là ngày mai ngày mốt nó bắt đầu nó giảm, tín hiệu không được đẹp. Thì bản chất mình nói là cái mã này nếu mà anh em ôm dài về kết quả kinh doanh thì vẫn được. Thì con Phước Hòa này mình mới đưa vào thì ok, để mình lọc vài bộ lọc nó xem nó có cái gì đến em xem. Cái này là về nước ngoài rồi mà, để mình xem tự danh. Mấy phiên gần đây nếu mà mua gồng nhiều là những cái mã này là tự danh họ mua gồng, trung bình mỗi phiên cũng được vài tỷ nè. Thì anh chị em tham khảo nhóm ngân hàng thì hôm nay đa phần giảm khá.
Nói chung con CTG này tín hiệu đã xấu rồi. Bao này thì còn theo dõi con BLX. BLX thì cũng bắt đầu có cái những cây giảm này, nói chung là chỉ theo dõi giai đoạn này mình nói anh em đưa vào theo dõi là chính thôi. Nhưng mà mã này cũng không có gì đặc sắc. Mình xem những con nào hôm nay mua chủ động nhiều nhé. Thì đây là những cái mã mà hôm nay được mua chủ động nhiều hơn bán chủ động, và nó có cái mua gồng liên tục nhiều phiên. Nói chung cái những cái mã này mình hay nói rồi đó, trên thị trường nó có chỉ có vài mã kiểu này thôi, nên là bỏ nó qua bên đi, đừng quan tâm nữa nha. Cứ hình như nó được bảo hộ bởi một cái đội lái nào hay sao, cứ nói chung mua để giữ giá. Để mình lọc theo cái thì hôm nay bet bet thì nó hệ thống nó đã báo bán rồi, còn hôm nay thì một cây nến cũng nó gọi là test cung, có thể tạm ổn như ở đây cái vùng này nó có cây nến test cung thì test xong nó tăng lên. Hôm nay cây nến này nếu mà nó thành công thì nó quay lại anh chị em theo dõi cái mã này nhé, để mình cũng đưa cái mã này vào cái list theo dõi luôn. Bản chất theo dõi thì quan sát thì để nhiều cũng được. Thì còn lại đa phần là màu đỏ với lại màu cam nhiều, nên là những tín hiệu này nếu mà anh chị em có cầm thì cũng chú ý nữa. CTG thì nó tiếp tục giữ báo điểm mạnh nè, nếu mà anh chị em chờ thị trường nó chỉ cần ổn thì theo dõi cái mã này được. Thì hệ thống mà mình hay xài hàng ngày hôm nay nó cũng báo bốn cái mã này nó quay lại có tín hiệu mua rồi đó, mình xem chi tiết từng mã thôi xem đó. Thì cái mã này hôm nay von tăng khá là tốt và giá nó cũng tăng, tuy nhiên cái nếu mà anh em mà nhìn về cơ bản thì chắc là không có dám tham gia cái mã này. Vinhome thì ok, tín hiệu khá là mạnh, tuy nhiên sợ nhất là thị trường chung thôi, chứ bản chất hôm nay là ok. C4G thì chắc là nó cây nến hôm nay cái điểm tín hiệu ngắn hạn nó phải về nó test lại, nếu mà thị trường nó biên nhỏ nó quanh về tới đây nó test được cái vùng này thì ngon. Nói chung C4G này mình cũng đưa vào để theo dõi, bản chất những cái cây tăng nó, những cái nến định hướng của nó khá là mạnh, khi mà giảm von giảm và nếu mà nhìn thì nếu mà phân tích về von á, con này cũng có thể xem nó như mẫu hình cốc tay cầm á. Vùng giảm này von nó khá là ít, và những cái khi mà vượt ngưỡng này von nó mạnh nè. Cái đáy tay cầm vậy thì nếu mà nó về nó test được vậy tại vùng này anh em mua cái mã này cũng khá ok, chờ hy vọng sẽ có ăn nhiều. Thì cái mã này mình cũng đưa vào quan sát để mai mốt mình theo dõi tiếp. Thì chắc là hôm nay mình dừng cái clip ở đây. Thì có một số mã vẫn đưa vào để anh em quan sát tiếp được là thằng C4G, thằng Bet và thằng cao su Phước Hòa nè. Còn những mã hôm trước thì FPT nó có tín hiệu xấu rồi, nên là bỏ nó ra đi.
Còn lại những cái mã này thì cũng ổn, nên là mình giữ tiếp ở trong đây nha. Còn khi nào mà bán hoặc là mua thì mình để qua cái list YouTube này để anh em tham khảo. Rồi cảm ơn mọi người.